Sau khi mọi chuyện nó đã qua, không biết chị còn làm hay không, nhưng mà chị có nghe một cái anh đã từng làm ở trong đó, ảnh kể lại có một lần ảnh cũng lên trên cái tầng đó để mà lấy đồ xuống để mà chạy tiệc. Cái tầng đó thì Duy cho là tầng 4 đi, tại vì chị không có nói cái tầng đó là tầng mấy. Khi mà ảnh đi vô trong thang máy, lúc này ảnh vô chỉ có mình ơn thôi, một mình ảnh thôi. Đây là thang máy của nhân viên, cho nên muốn vào được thang máy phải có thẻ từ thì cái cửa nó mới mở ra. Ảnh cũng bấm lên trên tầng 4. Nhưng mà khi cái thang máy nó chạy tới tầng 2, tầng 3, lẽ ra một vài giây sau nó sẽ lên tới tầng 4. Nhưng mà không, nó nhảy lên tới tầng 6 luôn, nó nhảy một cái số khác. Lúc này không hiểu sao cái cửa thang máy nó vẫn không mở luôn mọi người. Ảnh vô tình ảnh quay ra sau lưng thì ảnh mới tá hỏa phát hiện ra cái người gọi là hoàng hậu đó đang đứng chần dần phía sau lưng anh. Ở trong cái bức tranh đó như thế nào thì cái người này đứng sau lưng anh mặc cái bộ đồ y chang như vậy luôn. Anh đâu còn biết làm gì nữa đâu, thiếu điều muốn té đái trong quần luôn. Anh chỉ biết đứng đọc kinh cầu nguyện thôi, tại vì anh đã bị mắc kẹt trong cái thế là cái cửa thang máy nó không có mở được, mà cái người nó vẫn đứng phía sau mình thì bây giờ phải làm gì bây giờ? Cho tới một hồi anh cuống cuồng, anh bấm cái thang máy trở lại xuống đúng cái tầng của anh, anh mở cửa ra thì cái người này cũng mất tiêu từ hồi nào rồi. Đây là những cái câu chuyện có thật mà do chính chị cũng như là những cái người đồng nghiệp của chị, những người anh chị em đã từng làm ở trong khách sạn này, ai cũng đã thấy cái câu chuyện này y chang như chị hết. Sau đó chị có đăng cái câu chuyện này lên trang cá nhân của chị để mà chia sẻ với mọi người. Bất ngờ chị cũng nhận được những cái lời đồng tình của rất là nhiều người khác, trong đó có những cái vị khách đã từng ở trong cái khách sạn này, người ta cũng xác nhận với chị rằng những cái lời của chị kể hoàn toàn chính xác về cái bức tranh ở trong khách sạn này. Tại vì theo như cái lời của chị gái này kể lại, chị nói quả thật đúng như vậy, không sai một chút nào hết. Cái chỗ này, hồi lúc trước khi mà chị còn làm ở công ty cũ của chị, công ty cũ của chị là một cái công ty chuyên về bất động sản. Thành ra là cái công ty đó rất là thường xuyên tổ chức những cái buổi sự kiện, rồi thuê những căn phòng ở trong khách sạn này để mà làm sự kiện. Thành ra có những lần chị đi sự kiện, chị đã chứng kiến cái người hoàng hậu đó ở trong nhà vệ sinh luôn. Lần đó chị nhớ không lầm, công ty của chị có tổ chức một cái buổi team marketing, giống như một cái event sự kiện vậy thôi. Cho nên là chị cùng với công ty phải đi qua khách sạn này từ sáng sớm để mà chạy chương trình cho kịp tối nay là mình phải công bố cái chương trình này rồi. Mà gây cấn nhất là cái chỗ này nè. Tại vì chị nói, trong lúc mà chị đi chạy chương trình ở trong khách sạn này, chị cũng có thời gian rảnh, chị đi ra ngay cái sảnh, chị cũng có đứng để mà chiêm ngưỡng cái bức tranh này. Tại vì chị nói, cái bức tranh này càng nhìn nó thì nó càng kỳ, rất là kỳ luôn. Mặc dù khi mình nhìn vào thì mình thấy cái màu sơn của bức tranh này nó rất là đẹp, nó rất là tươi. Nhưng mà càng nhìn kỹ thì nó lại càng có những cái điểm lạ. Đặc biệt đó nha, tại sao chị không hiểu là cái màu bức tranh này đẹp tới như vậy, nhưng mà cái nước da của cái người phụ nữ trong bức tranh này nó rất là tối. Nó u tối kiểu gì nó sậm một cái màu như là cái màu của tro vậy đó mọi người. Mà chị nhìn tổng thể cái bức tranh này, nó là một cái màu rất là u uất, rất là buồn bã, nhìn nó quỷ dị kiểu gì rất là ghê, càng nhìn mà càng nổi da gà nha. Tại vì có những bức tranh nó rất là bình thường, có những bức tranh người ta họa chân dung nhìn vô nó rất là có hồn, có hồn tới nỗi mà cái người đó y chang như là có một cái linh hồn đang ngự ở trong bức tranh này vậy đó. Chị còn nói thêm, từ cái sảnh khách sạn ngay cái vị trí của bức tranh này đi ra thêm một chút nữa sẽ là cái nhà vệ sinh của cái khách sạn này. Mà chị nói mỗi lần chị đi vô trong cái nhà vệ sinh, chị đi vệ sinh, chị có cảm giác rất là rợn người. Tại vì những khách sạn lớn, cái nhà vệ sinh nó cực kỳ rộng luôn mọi người, mà kiến rất là nhiều luôn, cho nên đi vô trong đó một người thôi rất là lạnh gáy luôn.